em thì em thấy ở trong này có đề cập đến vấn đề là tâm trí ước định và những cái thói quen tự động, và cái tự động đó chiếm đến 90% hoặc là hơn cái số đó trong những cái hoạt động thường ngày của mình. Thế thì rõ ràng là con người mình nó không có ý thức, hoặc là nó có một cái phần ý thức rất là bé thôi, còn lại là hầu như mình giống như robot vậy đó. Osho nói tính cách không quan trọng, ý thức mới quan trọng. Em cũng ngẫm được cái vấn đề đó, em cũng thấy cái đó là đúng. Chỉ cần có ý thức thôi, mọi hành động của mình đều đúng hết trong cái hoàn cảnh đó, đối với con người của mình, đối với tầng nhận thức của mình và đối với năng lượng của mình trong thời điểm đó. Em vẫn phân vân là mình thì 90% là bị tự động hóa rồi, chỉ còn đâu đó có 50% là ý thức thôi. Để mà ý thức toàn bộ thì em nghĩ nó cũng cần phải một cái quá trình nó cũng khá là dài, cho nên là mới có lúc thì có ý thức, cái lúc cái mơ luôn, không có biết là mình đang làm gì, và mình lại bắt đầu đi vào những cái tính cách cũ. Có cách nào chuyển tiếp không? Như người ta nói là rèn thói quen á, giữa rèn thói quen với lại sống có ý thức hơn, nó có cái sự tương đồng nào không, hoặc là cái việc rèn thói quen nó có giúp ích gì mình hay không, hay là mình chỉ từ con robot chạy tại chương trình A sang con robot chạy chương trình B thôi? Câu hỏi của Phương Anh rất hay nè. Khi chúng ta thay đổi một thói quen, có ý thức xuất hiện ở trong đó, chính cái ý thức mới giúp cho chúng ta nhận diện ra rằng cái thói quen cũ không phục vụ mình. Bây giờ tôi quyết định thay đổi bản thân, tôi tạo ra một cái thói quen mới. Trong cái hành trình biến một cái ý tưởng, một cái mục tiêu trở thành thói quen của mình, ý thức phải tồn tại. Ý thức bạn mới lặp lại nó, ý thức bạn mới dành thời gian cho thói quen mới, ý thức bạn mới nuôi dưỡng thói quen mới. Ý thức sẽ được duy trì trong suốt cái hành trình lập trình cái thói quen mới. Nếu bạn có một cái thói quen mới rồi và bạn lại chìm đắm ở trong đó thì lúc đó bạn lại trở thành vô thức tự động. Nếu bạn liên tục trong cái hành trình ý thức thì bạn sẽ thấy có rất nhiều thứ bên trong chúng ta sẽ cần phải thay đổi, những cái ước định, những cái chương trình tự động, những cái thói quen của chúng ta, rất nhiều thứ cần thay đổi. Khi nó diễn ra liên tục thì cái phần ý thức của chúng ta cũng theo đó mà gia tăng. Ý thức của chúng ta đến thông qua việc học tập của chúng ta. Nếu chúng ta học tập về bản thân mình càng nhiều thì cái sự nhận biết của chúng ta về cái thế giới bên trong của chúng ta càng sâu sắc, thì chính cái nhận biết đó thể hiện rất rõ ý thức của chúng ta đang ở mức độ nào. Ban đầu ý thức của chúng ta rất nhỏ nhoi, là một cái tia sáng le lói, nó gửi những cái thông điệp rất yếu ớt. Ví dụ như nó gửi một cái thông điệp chỗ này không ổn, bằng một ý tưởng hoặc là bằng một cái cảm xúc. Trong cái nháy đó đó, nó bị lướt qua rất nhanh, bởi vì đa số bên trong chúng ta là vô thức. Nhưng khi bạn bắt đầu học hiểu về bản thân, bạn mở lòng ra thấu hiểu cái hệ thống của mình, bạn sẽ nhận diện ra ngay những tiếng nói nhỏ nhoi đó, những cái dấu hiệu yếu ớt đó. Bạn sẽ bắt đầu nuôi dưỡng cái yếu ớt đó, bạn nhận biết về nó, bạn chiêm nghiệm về nó, bạn gia tăng trí tuệ của mình về nó. Từ từ cái phần ý thức nó sẽ lớn lên. Khi bạn liên tục thay đổi bản thân là bạn liên tục trong ý thức, bạn sẽ tận hưởng cuộc sống nhiều hơn, tận hưởng cái khoảnh khắc hiện tại nhiều hơn. Khi em thay đổi, khi em sáng tạo, khi em trở thành một phiên bản mới, ý thức của em đang làm cái phần việc của nó đó. Em chỉ nắm được sơ sơ là khi mà cái thói quen cũ không còn phục vụ cho mình thời điểm này nữa thì mình sẽ chuyển sang một cái thói quen mới. Tuy nhiên mình nếu mà mình cứ tiếp tục chìm đắm trong một cái thói quen mới, lại sống vô thức trở lại. Còn cái việc mà hỗ trợ ý thức để nó phát triển một cách mạnh mẽ hơn thì em chưa nghe phần đó cô. Em hỗ trợ ý thức phát triển mạnh mẽ hơn thông qua những việc em làm, em học hiểu về bản thân, em liên tục trong cái hành trình đó. Những cái nội dung giống như chúng ta đang trải nghiệm này là chúng ta đang học hiểu về bản thân. Khi em học hiểu về bản thân mình mà em đi đúng hướng, em sẽ luôn ở trong cái hành trình khám phá, em sẽ luôn thấy những thứ mới mẻ xuất hiện với bản thân mình. Hỗ trợ ý thức phát triển mạnh mẽ thì em phải phát triển hiểu biết về bản thân mình, em chiêm nghiệm, em soi rọi bản thân mình. Chỗ này em phải sử dụng cái đầu của mình rất nhiều, nhưng ý thức sử dụng cái đầu thì chúng ta sẽ không bị mắc kẹt trong những cái chương trình cũ. Chiêm nghiệm những cái hiểu biết mới đó, đưa những cái hiểu biết đó vào những cái tình huống đang diễn ra trong cuộc sống của mình, những cái bộc lộ của mình. Hỗ trợ ý thức phát triển mạnh mẽ thì đó chính là học tập về ý thức, thực hành ý thức, chiêm nghiệm bản thân. Một quy luật rất đơn giản trong cuộc sống này, muốn phát triển cái gì tập trung vào nó, dành thời gian cho nó, tìm hiểu về nó, suy ngẫm về nó thì cái đó sẽ phát triển lên. Cái phần mà hỗ trợ ý thức phát triển là 3 phần: học và thực hành và chiêm nghiệm. Đó là 3 cái từ cốt lõi đó: học, thực hành, chiêm nghiệm. Trong cái thực hành đó có cả thực hành tĩnh và thực hành động. Ví dụ như chúng ta nói thực hành động của chúng ta, thay đổi thói quen là chúng ta lặp đi lặp lại cái thói quen đó. Ví dụ như hiện nay em đang có thói quen mỗi ngày đều viết lại những cái trải nghiệm của mình, thì đó là một dạng của động. Còn cái dạng tĩnh á, là em sẽ thực hành trong thiền, em sẽ làm trong im lặng. Và chiêm nghiệm thì chúng ta sẽ suy ngẫm, chúng ta sẽ suy nghĩ trên cái tần số ý tưởng của mình, thói quen mới của mình. Em thấy ý thức hay bất cứ những cái công việc nào trên đời này nó cũng giống nhau. Đầu tiên là học, hành và chiêm nghiệm. Chiêm nghiệm giống như là suy nghĩ để đúc kết, để rút ra cho mình những cái cốt lõi. Chỗ đó là chỗ gốc rễ đó, từ cái gốc rễ đó muốn ứng dụng vào cái gì ứng dụng. Dạ đúng rồi.